Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel review về nước hoa của Chani ngày hôm nay. Đây sẽ là phần 2 trong những video mà mình review về nước hoa mà các bạn nên dùng vào ngày Tết. Và đây sẽ là nước hoa cho ban ngày nhé. Những cái loại nước hoa mà nó phù hợp nhất để mình có thể sử dụng vào ban ngày khi mà mình đi chơi hoặc là mình đi chúc Tết. Và ngay sau đây là Chani sẽ bắt đầu luôn nha. Let's go! Loại nước hoa đầu tiên trong danh sách ngày hôm nay thì sẽ là một dòng nước hoa đến từ nhà của Elizabeth Arden. Nó có tên là Elizabeth Arden Green Tea. Nói đến Green Tea thì hình như dạo này hơi có một cái vấn đề nhạy cảm ở Việt Nam về drama trà xanh đúng không mọi người? Thì thôi, trên này không có bàn về vấn đề đó nha. Bởi vì thật ra mình nói, nếu như mà mình chỉ nói về dầu thơm thôi nha, nước hoa thôi. Ra những cái loại nước hoa mà nó mang hơi hướng của trà xanh á, thì nó sẽ tạo cho người ta một cái cảm giác nó rất là dễ chịu, nó rất là thanh mát và cảm giác thư thái, cảm giác sảng khoái rất là nhiều nha. Thì đây là một em như thế đó. Khi mà mình xài cái loại nước hoa trà xanh của Elizabeth Arden này thì mình sẽ cảm thấy được cái vị trà xanh rất là rõ ràng luôn. Cảm thấy nó giống như là trà xanh vô cùng nguyên chất luôn đó mọi người. Nhưng mà thật ra ở trong đây, ngoài hương trà xanh là hương chính ra thì nó có thêm hương cam chanh và bạc hà nữa. Tuy nhiên những cái nốt cam chanh và bạc hà rất là nhẹ thôi, bạn sẽ không có cảm nhận được rõ rệt đâu. Một mùi hương rất là dễ chịu và thoải mái, làm cho tâm hồn mình rất là thư thả. Rất là thích hợp để mình sử dụng xuyên suốt những ngày Tết nha. Nhất là với khí hậu nóng nực ở Việt Nam á, khi mà mình xài cái hương trà xanh như thế này, mình đi ngoài đường sẽ tạo cho người khác cái cảm giác rất là thanh mát và dễ chịu. Rất là dễ chịu luôn nha mọi người. Và chai nước hoa thứ hai mà Jenny muốn giới thiệu cho ngày hôm nay là một chai nước hoa đến từ nhà của Giorgio Armani My Way. Theo như cảm nhận riêng của Jenny thôi nha, dòng nước hoa này, dòng nước hoa mới ra My Way của hãng Giorgio Armani là dòng nước hoa thơm nhất trong tất cả những cái dòng nước hoa của nhà Giorgio Armani mà dành cho nữ. Đây là theo cảm nhận của mình thôi, có thể là sẽ có người cảm nhận khác. Mà lý do tại sao Jenny nói như vậy là bởi vì cái mùi này nè, vô cùng khó diễn tả luôn. Nó làm sao ta, nó mang đến cho mình một cái cảm giác. Đầu tiên là mình ngửi thấy là ngọt ngào. Cái thứ hai là nó dịu dàng, nó nữ tính lắm. Nó thanh lịch nữa. Và hơn hết là nó mang dáng dấp của một cái sự sang trọng nào đó. Khó nói lắm, khó diễn tả thành lời lắm mọi người. Nói chung là mình kết em này ngay từ lần đầu tiên. Khi mà mình vừa mới ngửi thấy cái nốt hương đầu tiên của em, biết là em này đúng thật là một sự lựa chọn vô cùng chính xác dành cho những ngày đầu xuân hoặc là vào ngày Tết, vào ban ngày. Bạn nào yêu thích sự ngọt ngào, nữ tính, hơi công chúa một chút á, xài em này tuyệt vời luôn. Thành phần chính của em này thì nó có gỗ tuyết tùng, hoa nhài, hoa cam. Đó là lý do tại sao nó tạo nên những cái tầng hương vô cùng sang trọng, nữ tính, dễ chịu nữa. Thường những cái loại nước hoa mà mình giới thiệu cho mọi người sử dụng vào những cái ngày Tết đó, và vào ban ngày, thì nó sẽ là những cái loại nước hoa mà nó thiên về cái hơi hướng của fruity floral, là những cái loại nước hoa kết hợp giữa hương hoa cỏ và trái cây. Bởi vì đó là những cái loại hương mà nó rất dễ tạo cho mình, thứ nhất là cái cảm giác dễ chịu, và thứ hai là nó cũng mang đến cái sự thoải mái của những người xung quanh nữa. Nên mình ưu tiên cho những cái dòng nước hoa fruity floral mà mình nghĩ rằng rất hợp với mùa xuân nhé. Chai nước hoa đó có tên là Gucci Flora Gardenia Gorgeous Lavender. Đây là một phiên bản limited edition của nhà Gucci vừa mới cho ra mắt vào tháng 1 của năm 2021. Cái chai nước hoa này thì nó đi cùng với bộ sưu tập màu tím, coi là giống như là Purple Collection á của nhà Gucci. Nổi bật là cái em Gucci Flora này. Ra Gucci Flora thì nó có rất là nhiều dòng khác nhau. Mình cũng đã ngửi qua những cái dòng đó rồi. Tuy nhiên là những cái tần hương của Gucci thì mọi người đều biết đó, nó sẽ mang đến cho mình cái cảm giác sang chảnh, sang trọng, đẳng cấp. Đồng nghĩa với việc là vì nó mạnh quá về những cái tính chất là sang trọng, đẳng cấp, nên nó sẽ đồng thời kéo theo cái việc là những mùi hương của nó rất là cá tính, đứng đắn và dày dặn. Tuy nhiên em này là một sự ngoại lệ, bởi vì theo như Jenny thấy, đây là một chai nước hoa mà dễ dùng nhất trong tất cả các dòng nước hoa của nhà Gucci Flora. Đây là một cái sự kết hợp rất là dễ thương giữa hoa dành dành, quả mọng đỏ, hoa sứ và khoác hương. Nên nó tạo cho mình cái cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu,
nữ tính, dịu dàng nhưng mà vẫn sang chảnh. Tuy nhiên em này thì thật ra đó là một cái phiên bản limited edition, nên là nếu như mùa xuân này hết thì Jenny nghĩ là nó cũng sẽ không sản xuất nữa đâu. Nên nếu như bạn nào muốn tạo em này cho những ngày mùa xuân thì mình cũng nên tranh thủ nha mọi người. Em thứ tư trong danh sách những cái nước hoa mà Jenny khuyên mọi người nên dùng trong những ngày Tết là một em đến từ nhà của Chloe, tên là Chloe Nomad. Cái dòng Chloe Nomad này là dòng nước hoa mà Jenny yêu thích nhất trong tất cả những cái dòng nước hoa của nhà Chloe. Lý do là bởi vì em này nó mang một cái mùi hương rất là đặc biệt so với những cái loại kia. Đầu tiên là mình ngửi thấy là rõ ràng luôn là cái sự sang chảnh của nó, rất là sang chảnh. Nhưng mà đồng thời nó cũng mang những cái hơi hướng rất là ngọt ngào, dịu dàng và nữ tính nữa nha mọi người. Em này là hợp với những phụ nữ mà trên 25 tuổi á. Xài em này sẽ mang đến cái cảm giác nó rất là đầm thắm, dịu dàng, nữ tính và sang chảnh. Những tầng hương chính của em này nó bao gồm có mận vàng, rêu sồi nè, lan nam phi với lại quả đào, vừa kết hợp giữa hoa cỏ và trái cây, làm cho mình cảm thấy một cái cảm giác rất là êm đềm, rất là dịu dàng, nói chung thoải mái lắm, thích lắm luôn á. Jenny sử dụng em này cũng khá là thường xuyên cho những cái ngày vào mùa hè hoặc là mùa xuân ha. Thêm một em dùng cho mùa xuân mà nằm trong danh sách của nhà Giorgio Armani Beauty nữa, đó chính là em Acqua di Gioia, phiên bản dành cho nữ nhé. Cái này nó có hai phiên bản, là một phiên bản dành cho nam, cũng là bestseller của hãng, và đây là phiên bản dành cho nữ. Lý do tại sao mọi người lại yêu thích em này, thứ nhất là bởi vì nó rất là dễ dùng, có thể là dùng trong những cái thời tiết giống như là mùa xuân, mùa hè. Nên nếu như bạn nào thích sự năng động, thích sự thanh mát, tươi trẻ thì mình có thể dùng em này nha, hợp lắm luôn á. Sử dụng trong những ngày Tết mà mình đi chơi á, mà mình đi thăm họ hàng, đi chúc Tết, em này nó sẽ mang lại cho người xung quanh cái cảm giác cũng rất là dễ chịu và thư thả, thoải mái nha. Ok ok, bây giờ sẽ là chai nước hoa cuối cùng trong danh sách những cái loại nước hoa ban ngày mà Jenny khuyên mọi người nên dùng vào mùa xuân và những ngày Tết. Hiện tại mọi người có any ideas, any suy nghĩ là sẽ là nước hoa nào không? Em này đó chính là một nước hoa đến từ Chanel và cũng là một trong những best seller của nhà Chanel luôn, đó là Chanel Eau Tendre Eau de Parfum. Đây, chai màu hồng vô cùng xinh đẹp, nhìn cái packaging cực kỳ đơn giản luôn nhưng mà rất là sang chảnh và nữ tính ha. Mình nghĩ có lẽ là nhiều bạn cũng không còn xa lạ gì với em này rồi ha. Cái này là nó có những cái mùi hương giữa hoa cỏ, trái cây, cũng như là gỗ đàn hương, hoắc hương, xạ hương, nó kết hợp với nhau, nó tạo nên một cái hương thơm gọi là Fuji Floral, đó là kết hợp giữa hoa cỏ và trái cây. Đồng thời nó vẫn add vô thêm những cái tầng hương gọi là sang chảnh vốn có của hãng Chanel. Những cái loại nước hoa của Chanel là đều có những cái tầng hương sang chảnh, khó nói lắm. Nhưng mà em này tuy nó mang những cái hơi hướng dịu dàng từ hoa cỏ trái cây nhưng mà nó lại không mất đi, nó vẫn giữ nguyên được cái mùi hương, những cái nốt hương, tầng hương sang trọng của Chanel. Nên nếu như bạn nào yêu thích cái sự gọi là thanh lịch nhưng mà vẫn muốn sang chảnh nhưng mà đồng thời cũng muốn sự dịu dàng và nữ tính thì mọi người rất rất là nên dùng em Chanel này trong những ngày Tết. Bảo đảm đi tới đâu là sang chảnh tới đó luôn. Nói chung là em này xài cho những ngày mùa xuân, hè, ban ngày ok lắm nha mọi người. Thành phần chính của em Chanel Eau Tendre này, hay mọi người còn gọi là Chanel Hồng á, thì nó sẽ bao gồm có hương bưởi, mộc hoa và hoa nhài, đó là ba tầng hương chính, nó tạo nên cái sức hút vô cùng khó cưỡng của cái em Chanel màu hồng này luôn nha. Ta da! Vậy là Jenny đã review xong cho mọi người thêm 6 loại nước hoa mà mọi người nên dùng trong cái dịp Tết này rồi. Hy vọng là với những cái kinh nghiệm về việc sử dụng nước hoa của Jenny sẽ góp phần nào đó giúp cho mọi người có thêm nhiều sự lựa chọn về nước hoa các bạn có thể dùng trong những ngày Tết, những ngày xuân. Chúc mọi người có một mùa Tết thật là vui vẻ, ấm êm bên gia đình, bạn bè, người thân. Nếu như các bạn có những cái ý kiến khác về các loại nước hoa dùng trong mùa xuân thì mình rất là welcome các bạn để lại comment ở bên dưới cho Jenny nha. Chúc mọi người ăn Tết thật là vui vẻ. Và nhớ là đừng có bỏ qua video clip về những cái loại nước hoa khuyên dùng trong ngày Tết nhưng mà vào ban đêm của Jenny nha. Bye bye, hẹn gặp lại.